luôn này. Phải rồi. Ui ôi. Ôi nhanh. Ui. Trọng thấy không ấy. Đây vào trong nhà hoang xem thấy không. Anh em mình tìm được con chó trắng mọi người ạ. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa thấy con chó đen đâu. Nhìn kỹ nào. Chó đen nó không đi được ạ. Thì mình cứ phải đi tìm chứ biết làm sao bây giờ. Ui mẹ ơi, vẫn còn bàn thờ thắp hương. Nhìn lên có thấy không? Không. Chán nha. Ra bỏ nó bụi bụi này. Đi xem có rốc ở đấy không. Đi được sợ vất nó chạy ra cái rãnh nào nó tuột xuống đấy thôi. Thấy rồi. Chán thật ấy. Mưa mẹ rồi. Mà đứng lúc đợi mưa. Đi đâu anh nhỉ? Hay chán thế. Con đệm nó vứt ở ngoài đây gì? Anh ấy kêu cửa cửa, hãy nói trong đây anh ơi. Nói trong đây này. Xem có phải không? Cửa cửa anh ơi. Ui anh ấy rắn anh ơi. Rắn á? Rắn. Hổ mang sao ấy? Hổ mang á? Cẩn thận nhá. Xé lại nhá. Xe gần đây này. Thật đấy đùa ấy. Thật đấy ạ. Nó đang vừa nằm ngoài này. Sai chui. Từ từ thôi, xem kiểm tra kia đi ra. Anh nhìn thấy không? Kia rồi, đây rồi. Đây rồi. À kia rồi mọi người. Ui, tóm. Thân giáo. Ủa nó ăn con gì trong đây rồi. Ăn giáo. Kiểm tra bên này xem nào, có bắt được hết chưa? À, có con nào nữa không? Nó tung hết. Không có đâu, đây, kiểm tra bên này. Vừa nhìn thấy mà. Ôi ơi. Ôi mẹ ơi. Ngay dưới chân nha. Còn ổ luôn này. Ôi giời ơi. Ôi. Nó nấp rồi. Kệ, cầm đuôi đi. Trần giáo anh ạ. Đừng giữ cho lấy túi đi, đừng giữ cho. Anh giữ nha. Nhanh. Úi giời ơi mọi người này. Đắn hổ trâu rồi. Anh à. Đây anh ơi. Đây. Cầm đây này. Con này vào đây lột xác rồi mọi người này. Trẻ đầu bắt nhé. Ui đây con đây này. Có phải không? Ui này đúng rồi. Con của nó á. Ui. Ui đây con chửa. Anh ơi này. Cho túi đi. Ui ôi mọi người. Gặp tổ rồi. Đây anh cầm nhé. Đấy. Chắc thì trong góc đấy thôi. Ở đây này. Đấy. Giáo vàng. Ui. Chuẩn bị đẻ rồi. Chuẩn bị đẻ. Ui mọi người này.
Ui kìa nó mổ đấy. Anh nghe này, cái gì đây? Trứng à? Trứng, trứng chuẩn bị đẻ rồi em ạ. Trứng chuẩn bị đẻ rồi. Cho túi, cho túi. Con này thì phóng sinh nó đi anh ạ. Cho túi. Này này, cầm đi. Ui, giá vàng ngon đấy. Anh ơi, xem của nó. Ui, này. Này. Đâu? Này. Ô, cái đuôi nữa à? Ui, rau vàng. Này. Rau vàng hay hổ trâu? Hổ trâu. Hổ trâu à? Úi dồi ôi mọi người, một ổ luôn này. Phải rồi. Ôi ơi. Ôi nhanh. Ôi ơi. Này cứu anh ạ. Ôi ơi. Con này gớm nha. Con này gớm quá anh ạ. Ui một ổ rồi. Đây con to, con được, con này con cái à. Khiếp, nhiều con này khiếp đấy. Mẹ đòi. Thu phục nha. Ui nó thở đây. Ui nó thở đây. Mẹ bắt cho cắn không? Tuyển này ngon nhỉ, kiếm được 3 con. Đúng rồi. Ngon rồi, nè. Đây chưa. Nhanh nhanh con kiểm tra xem còn con nào nữa không. Mưa nó vào đây nó trú rồi. Buộc á. Em đặt chặt lên nè. Buộc chặt vào. Tùng nữa này nè. Yeah. Hết rồi. Hết rồi. Ủa 3 con nè. Thế là ngon rồi. 3 con anh em. Anh em mình đang đi tìm chó này, bắt được cả rắn đấy mọi người này. Tìm mấy cái này. Đấy. Hết chưa? Hết rồi. Xuống vai anh ạ. À, anh em mình sang nhà hoang nữa đi. Mọi người anh em mình dừng clip, anh em mình sang nhà hoang kiểm tra tiếp nhá. Có anh em mình lại tiếp tục mình quay clip cho mọi người xem nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá.